năm năm qua thành phố đà nẵng đã có sự quan tâm chú trọng quy hoạch đầu tư các công trình văn hóa thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở đồng thời bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn thành phố góp phần tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân từng bước đưa đà nẵng trở thành một trong những trung tâm văn hóa thể thao của khu vực và cả nước tạo lập thương hiệu sự kiện dịch vụ văn hóa có uy tín trong nước và quốc tế thiết chế văn hóa là một nhân tố rất quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa của thành phố trong thời gian qua hoạt động của các thiết chế từng bước được nâng cấp cải thiện hệ thống các bảo tàng thư viện ngày càng thu hút khách nhà hát từng bước đổi mới hoạt động tăng khả năng tự chủ các thiết chế văn hóa thể thao phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận huyện đang từng bước được mở rộng đa dạng định kỳ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ thể dục thể thao các công trình dự án lớn được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội đã góp phần vào sự phát triển chung của thành phố như bảo tàng, thư viện, di tích danh lam thắng cảnh và các khu vui chơi giải trí, các khu điểm du lịch quy mô như Bana Hills, Helio, công viên suối khoáng nóng, núi thần tài. Ở trong thời, thời gian qua thì cùng với sự với sự chỉ đạo của thành phố cũng như là cái nỗ lực của toàn ngành thì hệ thống thiết chế văn hóa thể thao đã phát triển rất là đáng kể đối với thành phố thì hệ thống các cơ sở văn hóa thể thao như các bạn biết đó, trong thời gian qua đã được quan tâm đầu tư chúng ta đã hình thành bảo tàng mỹ thuật đã đầu tư là nâng cấp nhà hát trương vương nhà hát tuồng Thích thiết chế thể thao như là tiếp tục đầu tư sang động hội xuân rồi hiện nay đang đang triển khai cái uh, khu uh, đua thuyền ở Đồng xanh Đồng Nghệ. Uh, cùng với đó thì uh, sở cũng đã có uh, những cái uh, hướng dẫn hỗ trợ để cho cái việc hình thành và uh, hoạt động của các cái thiết chế này, này đi vào nền nếp. Về di sản văn hóa, trong thời gian qua, thành phố đã được xếp hạng hai di tích quốc gia đặc biệt là Thành Điện Hải và danh thắng Ngũ Hành Sơn và có 17 di tích quốc gia, 57 di tích thành phố. Thực hiện có hiệu quả hai đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 và bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. Các di tích được trùng tu, tôn tạo, đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng công trình. Thời gian qua cũng là thời kỳ đánh dấu sự thay đổi rất là quan trọng trong cái nhận thức về cái tầm quan trọng của di sản đối với cái đời sống văn hóa từ cấp lãnh đạo của thành phố và đến các quận huyện và các địa phương à, nhiều cái công trình di tích quan trọng đã được đầu tư thí dụ như là thành điện hải hàng loạt các cái di tích của cấp thành phố và trăm nằm rải rá rác trên các địa bàn quận huyện để có một cái à, di tích tương đối là là thứ nhất là bền vững thứ hai là phục hồi đảm bảo được cái uh, nguyên trạng của nó và là phát huy được tác dụng. Việc thành phố quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân, thay đổi diện mạo đô thị thành phố và thu hút đông đảo du khách đến tham quan vui chơi tại thành phố thời gian tới để tiếp tục phát triển ngành văn hóa và thể thao thành phố sẽ củng cố ra soát lại hệ thống quy hoạch xác định những công trình trọng điểm tập trung đầu tư tăng cường các quy định hướng dẫn để các hoạt động tiếp tục phát huy đồng thời đưa di tích trở thành thứ thiết yếu đối với đời sống của người dân